những con Ripper. Có cách nào để sống chung Ripper không ta? Nhưng mà hơi kệ, bỏ qua đi. Và nếu như mọi người thích clip này thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho Mèo với Nickelodeon nha. Link channel của Mèo và cả team của Mèo thì Mèo sẽ để dưới phần mô tả. Dưới phần bình luận game cũng sẽ có và cuối clip cũng sẽ có nha mọi người. Và cuối cùng thì mọi người đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ channel của Mèo nha. Bây giờ chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ta da. Gì vậy? Con bò. Học đã học được ảnh. À, học được cái dạng như là động thổ chi thuật. Động thổ chi thuật. Trời ơi con bò. Ui. Đây đừng đừng nó học chung lên đâu. Thôi để đây để mình nghiên cứu nó sao định đánh. Ok ơi. Như tôi đã nói thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để sống chung với con Ripper. Thôi ok, đầu tiên hả Ripper rồi trước, nói tới Ripper là phải có Ripper trước. Chưa. Thả Ripper ra hả? Thả gì nè nó. À phải thả nó trong chuồng chứ đúng không? Không đâu thể nào mà thả nó tự nhiên ra ngoài đường được. Đó. Rồi giờ tới đi. Nghiên cứu nó đi, cách nào để sống chung với nó hả? Mặt con này đúng xấu luôn nè. Ê Ripper. Hình như tôi nghe nói là Ripper là sản phẩm lỗi của Mojang á, mới đầu tạo ra nó là tạo cái cây mà hay gì á, nhưng mà lỡ tạo ra con Ripper á. Không, vậy quá, lúc đầu là Mojang hình như muốn tạo ra con heo cái gì á. Ừ. Người ta nói nè, cái chân á là người ta tính tạo nó là một con heo. Cái chân đó hình như là chân của con heo nè, thấy không? Chân heo đúng không? À cái mình á là cái mình của player á, còn cái mặt nó cái mặt con heo mà dễ bị lỗi á. Cho nên nó ra con này cái Mojang thấy nó tiếu tiếu quá nên mới cho nó thêm cái tính năng gọi là nổ nữa. Và đặt tên là Ripper. Mà con này nó heo tổ chức IS chắc luôn nè, nó khủng bố lắm nha. Nhưng mà bây giờ nghiên cứu với đi cách nào để mà chết quên lỡ. Quánh nó quánh hồi nó nổ cái họng. Sống chung với hả Ripper. Ê mẹ. Khoan đi. Cái gì? Sống chung với nó hả? Sống chung với Ripper. Vậy vô chung chuồng, là sống chung. Ok luôn. Rồi vô đây. Rồi hết. Xong chưa? Rồi xong rồi đó. Ê, sao bỏ tôi vô? Nó đâu có nổ đâu. Hay lắm, hay lắm. Cái này công thành công rồi. Chung chuồng. Nó nổ không? Thành công rồi đó. Vậy là ở chung chuồng là không được đó mấy bạn ơi. Chung chuồng không được rồi. Hay là cho chuồng nhỏ, xả chuồng lớn lớn. Không, nó cái mặt. Giờ mình phải làm sao cho nó bớt khó chịu lại trước. Thử cho nó kim cương nè. Thấy không. Đây cái con này cho kim cương thì chắc mặt ai cho kim cương không vui. Rồi nó chả thèm kim cương rồi. Thôi vậy cho nó. Ê mèo. Mèo. Cái gì? Tôi nói cái này nghe nè. Sao? Nói gì đó lẹ đi. Ripper nó nhìn đúng giúp nói. Sao? Hồi mày thấy nó nhìn mèo giờ. Cái gì? Nó nhìn nó thấy chưa? Rồi. Thấy chưa tôi nói mà nó nhìn mình á. Nó già điên á. Rồi sao? Nói đi. Rồi bây giờ á con Ripper nó sợ mấy con mèo con đúng không? Đúng rồi. Thử là mình dẫn theo 2-3 con mèo luôn coi. Cái mình lại gần nó cái kiểu gì nó cũng phải chạy thôi. Đúng rồi. Vậy là mình đã sinh tồn thắng được con Ripper rồi. Tôi không muốn sống chung với một con Ripper, tôi muốn sống chung với một đàn Ripper. Ok vậy nè, một đàn Ripper luôn nè. Trời sao không xây cái chuồng bỏ nó vô. Xây chuồng chi, giờ mình thử hách trước. Thử hách trước nè. Ok luôn. Ok, một đàn Ripper rồi nha. Ok luôn, một đàn Ripper. Được rồi, ít thôi. Quên, nó nổ cái là banh nhà luôn đó. Nổ cái rồi. Là banh luôn, khó sửa lắm. Mèo đâu, hút mèo đâu đi, dắt mấy con mèo ra. Dắt mấy con mèo leo nghèo ra ha. Mình cho nó ăn rồi, để tôi lấy cá. Không cần cho nó ăn. Hả, sao không lấy cần cho nó ăn? Lại được rồi. Đúng rồi. Chào, không phải cho nó ăn rồi mèo ơi. Giang. Cái cá thì lẹ lên, ba con mèo đây nè. Đây có con mèo còn đang bú nữa nè. Cá đâu ta? Cá còn thức ăn chứ đâu. Mèo rồi. Gì mà mèo ngu muốn chết luôn. Nè, mèo cá đi mèo. Cá đi mèo. Nó ăn rồi, nó tim rồi. Nó heo mình rồi hả? Ừ. Sao chưa thành mèo nhà mà? Chưa. Rồi mấy mèo này dạng chê cá thèm cơm mày. Ăn cá đi mèo. Mấy con mèo này kén ăn lắm trời, muốn dẫn nó heo khổ lắm. Mèo ăn cá đi con. Mày thành mèo của tao chưa? Ăn đi con. Nè. Nó chê luôn rồi. Chê luôn hả? Chê luôn rồi. Cho đổi món cá hồi sống rồi. Cá hồi sống hả? Có món này món nọ rồi cho nhỏ ăn cho nhỏ ham. Đâu rồi ta, cầm dây đâu rồi. Đây. Chẳng đi được chưa? Chưa. Nó tìm tôi hoài mà nó không nó kỳ vậy ta. Nó dồn như họng, dồn liên tục luôn. Ăn đi con, ăn đi, thành mèo nhà đi. Có khi nào Ripper không sợ mèo nhà không? Ê nè, nó sợ mèo kìa. Ripper nó chạy kìa. Từ. Mèo, ăn đi mèo. Ăn đi con. Khó mèo, quá. Ăn đi mèo. Mèo, ăn. Mèo, ăn đi mèo. Trời mèo khó ăn quá mọi người. Con này sao kén ăn gì vậy? Có khi nào nó không thấy mình nó không ăn không ta? Yeah! Ủa nó hành mèo của mèo kìa. Mèo nha rồi. Rồi. Vô đây. Mèo nhà đi với chị nè, trời. Nó đi lại cho Ripper, Hello. Nó nổ kìa. Rồi chết mèo luôn. Rồi xong luôn. Trời ơi, mày cái con Ripper quá. Ê mèo, tôi lượm được da Ripper á, nó nổ ra da đó. Cái gì? Nó nổ chết ra da Ripper. Rồi cho nổ đi. Ôi, bạch sát con nó luôn rồi kìa. Cái có da Ripper kìa. Đâu. Nè. Ê, mèo. Da Ripper làm gì được hả? Tôi không biết nữa. Không biết, y chắc là như da bò cũng làm được áo Ripper, áo quần Ripper. Rồi. Ê, mèo làm thử áo vú Ripper bận vô coi mấy cái con này có lợi gần mình được không ta? Cái gì vậy? Ông nói làm cái gì chứ? Áo ngủ Ripper. Sao lại biến thái vậy?
Thôi tự nhiên giờ đây đó có mấy lỗ luôn. Ê, không sống chung với nó được, bình thường không sống chung chuồng được, dẫn mèo đi theo cũng không được, sao kỳ ta. Hay vậy nó không thấy con mèo? Thấy, nó thấy con mèo mà hình như nó không sợ mèo nhà, nó sợ mấy mèo rừng cào nó hơn. Ừ đúng rồi, nó sợ mèo rừng chứ nó không sợ mèo nhà. Mèo biết tại sao mà con Ripper nó sợ mèo không? Tại sao? Tại vì nó không có tay, không có chân nên mèo cào vô nó đó, cái nó không có chống cự là được, cái nó phải nổ. Hiểu rồi. Vậy bây giờ mình phải làm gì để ta? Ê, hồi nãy mấy miếng giáp con Ripper rồi. Ủa lộn, cái da của con Ripper đâu? Đây tôi có da với thịt Ripper nè, muốn ăn cái nào trước? Hả? À tôi ăn thịt Ripper, đưa tôi thịt đây. Nè, nè, phải chạy em vòng nha, chạy em vòng cho mệt trước. Để chạy cái, tôi lại chạy ăn thịt Ripper coi có ngon không ta. Lỡ ăn thịt Ripper bị nổ sao hết. Nè, tôi ăn được rồi nè. Ngon không? Sao? Chưa thử. Sao chưa thử? Nè, thịt Ripper nè, muốn ăn không? Ông đánh tôi hay làm gì đó cho tôi bị đói hay là gì đi? Hút. Làm đi. Quá vẩn nè, muốn đói là đói hả? Nè, chạy em vòng nè, chạy theo tôi đi, chạy nhanh lên. Rồi, tắm dục. Ok, đói một cục đói rồi. Đói chưa? Đói rồi. Rồi, ăn thịt Ripper vô, thịt Ripper đó. Vâng, này da Ripper mà. Thịt Ripper hả? Ừ, ăn. Wow, ê, có độc nè. Ơi, ăn gì cũng độc. Ôi, thịt con này nó giống mắt nhện quá mấy bạn ơi. Đúng rồi, cái này không được rồi. Ơi, sao mà bản này nó có thịt Ripper vậy ta? Ờ, đúng rồi đó. Có da Ripper nè, thử lấy da Ripper làm áo thôi. Thịt thì lấy dao nó làm áo để giống da bò sao? Ừ, nè, thì bây giờ thử tôi với mèo thử làm áo ơi. Sửa đi, tôi sắp chết. Cần rồi. Gì chỉnh game mua một lên. Ok xong rồi đó. Đó, đây là bàn chế tạo của chúng ta. Cái chao vừa mới giục miếng thịt đó. Nè, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo okay. Áo và da của Ripper. Da Ripper. Thì chế tạo giống như là đồ bình thường. Nó ra không? Ra cái nón Ripper nè. Trời. Ra cái nón có cái hình cái mặt Ripper không? Hả? Có cái mặt Ripper không? Có mặt Ripper nhưng mà. Nè áo nè. Trời. Rồi thử làm áo vú Ripper thử ra không? Áo vú Ripper hả? Ừ. Tao thử coi. Thằng nghe chưa? Áo là thằng ngang đúng không? Không biết nữa. Sao? Tôi làm full set Ripper rồi nè. Full set Ripper hả? Ừ. Ok, tôi cũng full set rồi, bạn vô thử cái đã. Rồi nè, thử coi. Wow. Ủa, đúng xấu luôn á. Wow, xinh lè luôn. Ê, ở phía sau lưng có cái mặt Ripper kìa. Ê, mèo, nhìn đối với mèo nhìn giống Ripper chưa? Ê, nhìn giống Ripper chưa, chứ tôi thấy giống Ripper rồi đó. Tôi thấy cái mặt áo này mình có thể ngụy trang được á. Ngụy trang trong bầy Ripper hả? Ừ, kiểu vậy á. Mèo muốn thử không? Cũng được ha, cũng có lý ha. Mình đã bận đồ của nó vô rồi là nó chắc nó không nhìn ra mình. Ê, có khi nào mình mà mình bận đồ về vô cái nó sẽ kiểu như nó lầm tưởng mình là mấy con Ripper khác. Ừ đúng rồi, kiểu như nó nhìn nhau qua bộ đồ á, đúng không? Nó nhìn nhau qua cái màu da đúng không? Ừ, cái màu da giờ mình thử mình làm làm cái chuồng đi hết, giờ mình làm cái chuồng đi. Nè cái chuồng nè. Chuồng bự xíu hơn chứ sao nhỏ quá vô nó. Ok. Chặt hết thấy cái chuồng này hơi chặt. Ok, chuồng dài thiệt dài luôn đi, đang cho mèo có nhiều cơ hội tiếp cận với những người bạn này hơn. Đúng rồi, lỡ con này khó ưa mà lỡ con khác nữa mà mày đi đâu có con bò, bò vô giếng. Hãy cho bò vô luôn. Đi động hổ chi thật giống đứa bạn của mày đằng kia đi. Rồi nè, chuồng bự cái này okay, là ok rồi đó. Chuồng ngon rồi đó, cửa vô chỗ nào đâu. Nè, khoan, làm cái cửa lên cho nó dạy như nhìn kiểu nó nghiêm túc rồi. Kiểu làm cái cổng á hả? Ừ, cổng tình bạn này. Cổng tình bạn. Cổng tình cảm nè, tình cảm với những con Ripper nó. Đó, đập ra. Nhét cái hành vô, nhìn cho nó lịch sự rồi nó. Ừ. Vậy hả? Rồi xong. Ôi, ok luôn. Rồi, bận đồ Ripper vô chưa? Bận rồi, hỏi Ripper không? Chắc chưa? Chắc rồi, hỏi chắc chắn chịu nha. Rồi, ít. Xong, một dãy Ripper. Đúng rồi. Đi ra đây. Nhìn đi nó tầm tứ vô rồi. Đi xa ra. Để tôi lầm. Khoan. Để tôi lấy mấy cái lùm cây trên này cái. Lấy cái lùm cây ở đâu? Nè, trên nè rồi. À, cái gì vậy? Để tôi đắp lùm tôi coi chị. Ủa, không vô với tôi hả? Không, Hùng hỏi vô. Thôi. Nó bánh xác rồi sao? Rồi xong, mèo vô đi. Hay đưa đây tôi vô cho. Hả? Hay đưa đây tôi vô cho. Hai đứa cùng bận đồ vô nè, đẹp mà, đồ đẹp không? Yên tâm đi, không sao đâu, đồ đẹp. Thôi, số 7 không mà tôi sẽ chết lắm. Chết đâu mà chết trời. Chắc không? Có cái kiếm Ripper hay là có cái hút cầm cái cục thang của Ripper. À quên, bậy quá, cái đó nó chết nó mới lọt ra rồi. Ừ, tưởng đâu mình nó tưởng đâu mình cầm tim của bạn bè nó lại nó cấu mình cho mình chết. Đi vô nè, tôi thấy. Giờ vô okay. Chắc chưa? Vô. Đi vô. Chúng tôi đến cho hòa bình. Cái bạn kia. Nhìn thấy. Quay cái lưng lại đưa cái bản mặt vô. Đây nè. Sao hả? Quay cái lưng là đưa bản mặt nhích cái đít vô mèo. Nhích cái đít vô. Đi bằng cái đít á. Ừ. Ê, chiếc mặt mình cũng có nữa nè. Từ từ. Hello. Bình tĩnh. Tôi thấy lưng cái kìa, thấy lưng cái nó thấy bình thường hết. Ông xây cái lưng coi xong đưa cái mặt cho nó gì. Tôi thấy nó không bình thường tí nào mèo ơi. Mèo coi kìa, nó không bình thường. Đếm 1 2 3 2 mình chạy vô thử coi. Ok, 1 2 3 vô. Ai rồi xong. Rác quá. Ai biết mấy con đó nó bị điên rồi không? Ê, bình tĩnh đi mẹ ơi. Tao bạn mày mà. Bạn. Ai? Trời ơi, mèo thấy chưa? Mèo thấy không? Nó làm tôi văng lên trời đó, xấu té một cái. Đội. Thấy chưa? Xuống tầm bậy nữa. Mèo lột da người ta, mèo bận vô, mèo nói là đồ này có tác dụng ngụy trang cái đầu của tôi chứ ngụy trang.
Kỳ vậy ta? Đậu phộng, vụ không. Toàn là chơi vụ. Vụ tôi vô để nó văng tôi trời té cái bịch. Văng cái đất cái bịch vậy nè nó. Có đã cái đời không? Không phải đâu, tại vì Ripper ngu. Khó chịu thôi. Tại vì Ripper này khó chịu. Thôi, tôi nói là thôi dẹp bỏ cái ý định mà sống cùng với con Ripper đi. Cái con này nó vừa xấu mà nó vừa xanh mà nó vừa khó chịu nữa. Thôi, con này được rồi. Sống với nó. Nghĩ sao đi sống chung với khủng bố, ngu. Không phải nào mà sống chung nhà con này được rồi, nó kiểu như nó không thân thiết gì á. Dù có mình có quá trang thành nó đi nữa thì nó cũng nó cưng vô có làm gì đi nữa thì mày bôi mày vẫn cho nó kim cương luôn rồi nó cũng không chịu sống chung nữa. Tào lao vậy, thôi tôi về mệt quá.